Cảm ơn quý vị và các bạn đã đến với 5 phút với Cathy. Hôm nay mình có một chương trình rất là đặc biệt mà mình sẽ ăn lai lai một tí xíu ha quý vị ha. Thường thường thì Cathy cũng giống như là rất là nhiều người Việt, mình thích ăn cà ri. Nên hôm nay mình sẽ làm mà cà ri, mà đặc biệt là cà ri ở bên Mã Lai, đó là Penang curry. Hôm nay mình sẽ làm cái món kêu là chem chép cà ri, và đặc biệt là mình sẽ ăn với bánh cành. Hơi lạ lạ quý vị, nhưng mà sẽ rất là ngon. Thôi để mình bắt đầu nha. Penang curry có bán sẵn ở ngoài chợ Việt Nam, mình bán rất nhiều, dễ tìm. Cũng giống như là nước cốt dừa, vài hai cọng xả đằng cho nó thơm ngon, cũng giống như là rau quế. Và đây là mùa chem chép nên mình hãy mua khoảng chừng 2 pound đó, chem chép cho tươi ngon như thế này. Và cái này đó là bánh canh đã luộc sẵn rồi, mình để đó đặng một hồi nữa mình thả vào chảo. Thôi này mình bắt đầu nhé, để lửa cao. Như thế này. Giờ mình lấy ra một cái dĩa như thế này ha, mình để vài con chem chép lên. Nếu mà muốn ăn nhậu á, thì mình ăn chem chép như thế này thôi. Nếu mình muốn ăn thiệt á, thì là mình lấy bánh canh như thế này. Ngọt quá là ngọt. Yummy. Quý vị thấy đói bụng chưa? Quá tuyệt vời. Ăn xong rồi phải liếm tùm lum. Cái này dăng tùm lum. Quý vị ơi, hãy làm cái món chem chép cà ri này nhé, bảo đảm sẽ rất ngon. Nếu không ngon, Cathy trả tiền lại. Thôi, mình 5 phút đã xong. Hẹn gặp quý vị kỳ sau, mình sẽ làm một món tuyệt vời nữa. Bye bye quý vị.